em mới đi tiệc về. Xin chào anh và Phòng, em chào 77 người đang xem. Em cười hả? Cảm ơn anh Thịnh nha. Xin chào anh Lung Hà, xin chào anh Võ Tòng. Em mới đi tiệc về nè. Thì vậy hả anh Danh? Xin chào anh Lê, Thành Lê, xin chào anh Hợp Mai. Em chào 90 4 người đang xem. Vậy anh Di Tân nói hôm nay em ở đây không có mạng cho nên không có phát trực tiếp được. Hôm nay mới có mạng nè. Hôm nay em đăng ký nhà em lên tán mọi người cho vui nha. Sơn Khương ơi, điện mà đang phát trực tiếp nha, không có nghe em. Xin chào Gia Bảo, xin chào. Đúng rồi, hôm nay em vẫn đi tiệc một mình đấy.